Hello, xin chào anh em, quý khách hàng của các bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn giờ sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn đầy năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên sóng cho anh em một mẫu xe tải với thương hiệu của em, nói là Kia K200, phiên bản nước sơn màu trắng rất là bắt mắt và rất là đẹp luôn. Đó, một cái xe mình cảm thấy khá là tuyệt vời cho anh em có thể suy nghĩ đầu tư. Kính chính điện khóa cửa trung tâm, máy Kia Hyundai chạy rất sướng, rất là bền bỉ luôn nha anh em. Đó, động cơ của nó là động cơ Kia với dung tích xi lanh của cái khối động cơ là 2,4 lít, công suất đạt 96 kW, tầm trung 3.8. Kia K200 nước sơn màu trắng đời 2020, tấn chính thùng 3,2 m, cabin liền. Chiều ngang của cái thùng là 1,670, chiều cao là 1,830. Đường kính mâm bánh phía sau là bánh đôi với đường kính mâm là 12 inch, bánh phía trước đường kính mâm là 15 inch nha anh em. Thùng sàn với nóc nhập sóng, thùng rất là đẹp và cứng cáp luôn. Đó, khối lượng toàn bộ em nói là 3,9 tấn, khối lượng bản thang là tấn chính, khối lượng cho phép chở hàng hóa là tấn chính. Nói chung là mọi thứ xe đều rất là ok luôn và rất là đẹp luôn. Đó, nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm và lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì hãy xin em nói về phục vụ đích cho em. Mình đã em chuyển hóa của anh em, quý hàng của các bạn có cửa hông. Đó, thùng phía trong lớp inox luôn nha anh em, lớp ngoài nóc, trong thùng inox sang cái nóc thùng full inox rất là đẹp luôn. Đó, nói chung là một cái xe cảm thấy khá là tuyệt vời cho anh em có suy nghĩ đầu tư với mức giá 270 triệu. Rally em Kia K200 tải tấn chính, đầu cabin phía trước dùng phuộc nha anh em, nhún nhảy như xe du lịch chạy rất sướng và rất là im. Dòng này chạy cực kỳ bền luôn, có cửa hông, cabin rất là đẹp, nước sơn màu trắng, sexy, bao dì bao cứng không mục mọt. Đó, vỏ lớp ga còn khá là cao luôn, xe cực kỳ đẹp nha anh em. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể xin em nói về phục vụ đích cho nhanh. Mình đang chuyển hóa của anh em, quý hàng của bạn, máy móc rất là ok luôn, máy Kia chạy rất là sướng, rất là đã luôn nha anh em. 2,4 lít, công suất đạt 96 kW, tầm trung 3.8, máy dầu 4 kỳ 4 xăng 1000, có turbo tăng áp, máy chạy rất là mượt, rất là sướng. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc đến đây xem xe, trải nghiệm lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể xin em nói về phục vụ nick cho anh. Bằng tải mình chuyển hàng hóa của anh em, quý hàng của bạn, 270 triệu, ra đi siêu phẩm Kia K200 tăng chính đời 2020 xịn sò như này. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.